Hello, Dạ em xin mến chào quý vị nha. Chào mừng đại gia đình đã đến với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Channel. Em mến chúc sức khỏe đến quý vị. Thì ngày hôm nay em xin phép có một cái mẫu chuyện khá là vui. Cười muốn xỉu quý vị ơi, cười muốn tuyệt quần. Câu chuyện nó có một cái tiêu đề rất là gây sự tò mò cho rất là nhiều người. Cứng cột buồn. Thì không biết là câu chuyện gì mà lại có một cái tiêu đề hấp dẫn đến thế. Mến mời quý vị cùng lắng nghe và thưởng thức câu chuyện nha. Thì có một cái anh chàng này khôi ngô tuấn tú đẹp trai lạ thường. Anh này thì vóc dáng thể trạng cao to lực lưỡng sáu múi. Mặc dù là anh đã có vợ đẹp rồi, nhưng mà đàn ông mà thường hay tham lam lắm. Có một thì muốn có hai, có thêm có ba, có bốn nữa, bốn năm cô nữa, ôm hết trong lòng vậy đó. Cho nên ảnh có một cái cô người yêu. Và cái cô bồ này cổ cũng làm chung công ty với ảnh luôn. Nghĩa là vợ của ảnh cũng làm trong công ty, mà cái cô bồ này á, ảnh đang cặp á, yêu đương lén lút với cô vợ đó, là cũng ở trong công ty luôn. Thì cái bữa hôm đó không biết làm sao nữa, trời đất xui khiến làm sao đó, có một cái sự trùng hợp lạ thường. Tổng giám đốc công ty tổ chức là đi du lịch trên một cái du thuyền. Thì lúc đó đó là ảnh cũng muốn đi chơi cho vui, nhưng mà nào ngờ cô bồ cũng đi theo, mà cái cô vợ của mình cũng đi chung trên một cái chiếc thuyền, nó là chiếc thuyền mà 5 sao quý vị, lớn lắm, đi ra đại dương ấy. Thì khi mà đi ra mà đi du lịch mà ta nói có bồ mình rồi có vợ của mình thì làm ăn gì được quý vị. Mà cái cô bồ cô lại ở kế bên phòng, lúc mà lên thuyền ngủ á, thì cái phòng của cô bồ ở kế sát vách với cái anh này nè. Ảnh với vợ anh ngủ bên đây, thì cái cô người yêu ngủ bên phòng bên đây. Thì tối hôm đó đó, do là cái cô người yêu này cổ cũng thao thức chằn chọc, trời ơi khó chịu quá. Trời ơi bây giờ chứng kiến cái cảnh tượng mà giờ người yêu của mình mà bây giờ ở chung với vợ mà ngủ sát chết cái phòng kế bên luôn. Thì cổ buồn quá, thì cổ mới than thở. Cổ hát một cái đoạn ngắn thôi. Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Thì anh chàng người yêu bên đây á, có vợ rồi, nhưng mà nghe cái cô bồ cổ nói như vậy, một cái giọng điệu than thở vậy, trách móc vậy đó, thì ảnh cũng thương xót chứ. Trời ơi, đang yêu cô này mà bây giờ có vợ thì có vợ, chứ mà mình cũng yêu cô này nữa, sợ cổ buồn mình. Cho nên là ảnh mới đáp lại rằng: thuyền thì đã dựng cột buồm đã dựng cứng cột buồm như quý vị, nhưng mà khổ nổi là đồn tùng săn sông. Đồn tuần bên sông á, có nghĩa là có đồn tuần đến á. Thì có cô người yêu này nè, cô bồ á, ở kế bên chách nghe vậy rồi mới mách nước cho cái anh chàng người yêu của mình rằng: đồn tuần thì mặc đồn tuần, đóng thuế một lần rồi nó cho qua. Thì cái anh này ảnh nghe cái cô người yêu mách nước cho mình vậy, thì ảnh mới than thở cho cái cô người yêu hiểu được cái lòng của mình. Khổ nổi vốn liếng anh có ra gì, khi mà dựng cột buồm rồi thì như là khổ nổi quý vị ơi. Trời ơi cười muốn xỉu quý vị ơi. Khổ nổi vốn liếng anh á có ra gì, mà khi mà đã dựng cột buồm rồi thì làm sao mà có thể mà như là được sang bên đó với cô người yêu được, hay không quý vị? Trời ơi cái cô người yêu này á ha, em kể tới đây cái tự nhiên em quên cái khúc đó luôn quý vị ơi. Để em đọc cái khúc đó cho quý vị nghe ha. Khổ nổi vốn liếng anh có ra gì, nếu mà đóng thuế thì còn chi cục bùm. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện của em nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Xin chào.